Ok, đây là cặp mà sản phẩm được rất là nhiều người lựa chọn bởi vì một giá thành nó vô cùng hợp lý. Chiếc chậu S80, chậu Sơn Hà S80, hai hố lệch, tức là một hố to, một hố nhỏ. Có giá bán cho các bạn là 1.480.000 đồng. Và một chiếc vòi này, vòi Poisson VR6001 1.350.000. Tổng cho cặp này là chưa đến 3 triệu. 1.480 cộng với 1.350 là thành tổng là bao nhiêu? Chưa đến 3 triệu. 1.480, gọi 1.500.000 đi. Cộng với 1.350 là 2.850, 2.830.000. Đấy, 2.830.000 cho cả cặp này. Rất là chất lượng trong tầm giá các bạn nhé. Đây các bạn nhìn chậu Sơn Hà này. Chậu Sơn Hà đây là dòng chậu S80, dòng chậu chậu âm bàn đá các bạn nhé. Các bạn lắp âm, lắp dương hoặc lắp bán âm đều được. Và nó là cái chậu xuất khẩu của Sơn Hà, chậu inox banh tư sáng bóng, sáng choang các bạn này. Mua sản phẩm Sơn Hà giá tốt tại yensonha.vn hoặc sonha.com.vn. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Yến Sơn Hà mở hộp và test thử nước trực tiếp của chiếc vòi rửa bát Yến Sơn Hà đang bán rất là chạy. Chiếc vòi Poisson, sản phẩm chính hiệu Bradler các bạn nhé. Chúng ta là vòi rửa bát VR6001, dạng cần cứng. Vòi cần cứng này thì các bạn ưu tiên nước khỏe và bền. Đấy, cái vòi cần cứng thì nó rất là bền và nước khỏe bởi vì cái ống, cái vòi nó là làm bằng hợp kim đồng, mạ chrome sáng bóng và cái tiết diện chảy nước ấy, nó to, nó lớn nên là nước nó khá là khỏe. Ok, hôm nay Yến Sơn Hà sẽ thứ nhất là mở hộp, tiếp tục mở hộp và test nước, thử nước trực tiếp của cái vòi này. Ok, đây là chiếc vòi Poisson, hàng chính hãng Bradler, sản xuất 100% tại Việt Nam, bởi công ty Bradler có nhà máy tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Ok, hàng sản xuất tại Việt Nam từ A đến Z, từ những cái phôi đồng, cái cục đồng đúc thành cái vòi này, và sau một loạt các công đoạn, qua một loạt các công đoạn hoàn thiện thì nó ra chiếc vòi Poisson. Ok, chiếc vòi này thì có giá bán cho các bạn là 1.350.000. Yến Sơn Hà bán rất là chạy và cái này thì hôm nay Yến Sơn Hà sẽ làm một video mở hộp và test nước thực tế để các bạn xem nhé. Đây, chiếc vòi khi mở hộp ra thì nó như này thôi. Nó có một cái vòi để trong một túi màu cam này. Một cái dây, cặp dây cấp nóng lạnh này. Và một phiếu bảo hành các bạn ạ. Phiếu bảo hành nhé các bạn nhé. Rồi, ok. Sản phẩm sen vòi Bradler được bảo hành 3 năm các bạn. Đây. Chiếc vòi bán rất là chạy, cái vòi Poisson VR6001 giá thành thì hợp lý, chỉ 1.350.000 cho một chiếc vòi sản xuất tại Việt Nam bằng đồng đúc như này. Các bạn nhìn thấy này. Ok chưa? Ok. Ok, đây là chiếc vòi Poisson. Vòi Poisson VR6001 dạng cần cứng các bạn nhé. Các bạn nhìn nhãn hiệu Poisson này, chất liệu bằng đồng mạ nickel chrome. Chất liệu đồng đúc, mạ chrome là trên dây chuyền hoàn toàn tự động, mạ 5 lớp các bạn nhé, nên cho độ độ bóng rất là sâu và sáng, các bạn có thể soi gương được. Và thứ hai nữa là nó bền, mạ 5 lớp trên dây chuyền hoàn toàn tự động nên nó rất là bền. Kể cả cái tay cầm này cũng bằng đồng các bạn nhé, cũng bằng đồng. Nhiều hãng ấy, thì cái củ này bằng đồng nhưng cái tay cầm là Atimon, những cái này là bằng đồng, hết các bạn ạ. Kể cả cái cần này cũng bằng đồng mạ chrome này. Ok, vòi chúng ta là vòi nóng lạnh nhé. Các bạn nhìn ở bên trong này. Đấy, nó lộ hẳn chất đồng ra này. Vòi nóng lạnh, hai dây nóng lạnh này. Cái chuôi này để gắn. Vòi chúng ta là gắn liền chậu nhé. Gắn liền chậu hoặc là gắn liền với bàn đá. Ok, vòi Poisson VR6001. Đây là chiếc vòi này. Các bạn nhìn này. Kiểu dáng rất là cân đối. Có thể xoay bên này, xoay bên này. Ok, xoay 360 độ luôn. Các bạn nhìn thấy cái đầu vòi của nó này. Đầu vòi tạo vòi tăng áp nhé. Đây, tôi tháo cho các bạn xem. Cái đầu vòi này có thể tháo được này. Đó, tháo ra này. Chúng ta cứ tay khô và là vặn bằng tay cũng có thể vặn tháo ra được. Đó, bên trong nó có cái răng này. Cái đầu tạo bọt. Đây, và các bạn nhìn thấy này, nó rất là dày. Bằng đồng dày, cái này cực kỳ nặng nhé. Nó bằng hợp kim đồng. Chứ nhiều hãng cái này nó bằng nhựa các bạn ạ. Cái đầu này này. Tức là cái vỏ đầu ngoài này là bằng nhựa, cái bên trong thì là cái nhựa rồi.
cái nhựa rồi, nhưng mà nhiều hãng cái này này, cái cục này đầu này cũng bằng nhựa cơ, nhưng đây là đồng các bạn nhé, kim loại đồng mạ chrome. Và các bạn nhìn thấy này, à đây là cái vòi cần cứng thì nó có lỗ thẳng, nó thoát nước bằng cái đầu vòi này luôn, lỗ tiết diện rất là lớn nên là nước nó khỏe các bạn nhé. Ưu tiên nước khỏe và bền thì các bạn sử dụng chiếc vòi cần cứng này. Ok, giờ lắp lại thôi. Khi lắp là như thế này, cái đầu vòi này các bạn này. Đấy, cái đầu vòi này thì nếu mà trường hợp khi các bạn trước khi lắp vòi thì các bạn lưu ý là ở cái điểm chờ lắp cấp nước nóng lạnh cho vòi này, thì trước khi tháo ra để lắp cái dây cấp vào ấy, trước khi lắp vào dây cấp nước cho vòi ấy, thì các bạn có một cái kinh nghiệm là các bạn mở vặn bỏ cái nút bịt chỗ bịt ở trong tường ra chỗ chờ đường nước ấy, các bạn xả nước đi một đoạn một tẹo để cho những cái cặn bẩn hoặc như cát, một số cát sỏi có thể trong quá trình thi công làm ống nước ấy, nó rơi vào trong đường ống, nó bụi ấy, bụi cát sỏi những cái cặn bẩn ở trong này nó ra hết đi, các bạn xả cho một lúc nó ra một ít nước. Sau khi đảm bảo nước sạch rồi thì các bạn lúc đấy các bạn mới đấu vào vòi nhé, để tránh trường hợp cặn nó vào trong nó tắc cái đầu vòi này. Đấy, trong trường hợp các bạn vừa lắp xong mà đầu vòi nó bị tắc ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tháo cái này ra. Đấy, các bạn vệ sinh. Đấy, các bạn tháo cái đầu vòi ra này thì các bạn sẽ thấy một số cặn cát nó đọng ở đây, cái lọc cặn này các bạn này, nó lọc đọng đây thì các bạn tháo ra vệ sinh nó thôi. Đấy, tháo hẳn ra vệ sinh, lọc rửa bỏ các cặn đi là được. Xong rồi các bạn lại lắp vào vị trí của nó, là lắp lại là nước nó sẽ khỏe lại bình thường ạ. À, ok, đây tôi lắp lại này. Một số cái lưu ý, một số cái lưu ý kinh nghiệm rất là nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó sẽ đảm bảo cho vòi chúng ta khi các bạn lắp lên nó sử dụng rất là tốt, hiệu quả. Ok, và đây Yến Sơn Hà cũng đã lắp một chiếc vòi Postsong VR6001 lên một chiếc chậu như này. Ok, các bạn xem nhé. Đây Yến Sơn Hà cũng đã lắp một chiếc vòi rửa bát Postsong VR6001, vòi cần cứng này, lên một chiếc chậu rửa bát. Đây là chiếc chậu Sơn Hà S80.D.2.3 inox 304. Đây các bạn này, Sơn Hà nó in đây này, nó in laser một cái chữ đây là rất nhìn để ý một chút các bạn mới thấy. Đấy, in laser trên mặt chậu này, Sơn Hà Sus Banh Tư. Đấy, in rất là nhỏ ở đây thôi đó. Cái này chậu inox 304 và có giá bán là cái chậu này nhá, tiện thể giới thiệu các bạn, cái chậu này có giá bán là 1.480.000, cộng một chiếc vòi này là 1.350.000, 1.350 này, 1.480. Tổng các cặp cả chậu và vòi này chưa đến 3 triệu, các bạn được một cặp rất là xịn như này này. Đó, đây các bạn nhìn ở Sơn Hà này. Đây các bạn nhìn Sơn Hà inox Sus Banh Tư, đúng không ạ? Đấy, nhìn kỹ mới thấy. Đây cái tem sản phẩm đây các bạn này, S80.D.2.3, giá bán khuyến nghị là 2.090.000. Yến Sơn Hà giao cho bạn chỉ 1.480.000 cái chậu này nhá. Đó, chậu này thì các bạn có thể lắp âm bàn đá, bán âm bàn đá hoặc là âm bàn đá, hẳn bàn đá cũng được. Đây Yến Sơn Hà cắt trên cái gỗ này các bạn này, cắt trên bàn gỗ để lắp, các bạn hình dung thôi. Đây trường hợp lắp bán âm thì các bạn cắt đá như này. Đấy, sau khi lắp đặt xuống thì nó cái mép chậu này này, nó bằng với mép đá hoặc là thấp hơn 1-2 ly là đẹp. Đấy, trường hợp lắp dương bàn đá thì là cả cái mép chậu này nó nằm trên mặt đá. Còn trường hợp lắp âm hẳn mặt đá thì là cái mặt đá này này, nó sẽ nằm trên cái mép chậu xung quanh này. Đó, chậu này hoàn toàn lắp âm cũng được, lắp dương bàn đá, âm bàn đá hoặc bán âm bàn đá đều được các bạn nhé. Ok, 1.480.000 cho cái chậu này và 1.350.000 cho chiếc chậu vòi này, tổng chưa đến 3 triệu. Đây các bạn nhìn này. Ở nhà 2 tầng trở lên thì nước nó sẽ chảy được như này. Tức là cái đáy của cái bồn nước ấy, cái đáy của bồn nước tính theo chiều cao thẳng đứng xuống đến chân vòi là tầm cao từ tầm 8m trở lên. 8m trở lên nó sẽ chảy được như này các bạn ạ. Rồi còn khi mà nhà các bạn mà 4-5 tầng thì nước nó càng chảy khỏe. Và khỏe là như thế này, tôi nghĩ là rất là khỏe rồi, là ok rồi. Đấy. Còn khi các bạn muốn khỏe quá như này này, mà các bạn muốn nó chảy nhỏ nhỏ lại để cho nó đỡ bắn khi các bạn rửa ấy, thì các bạn điều chỉnh ở cái tay này này. Đây này, hơi hơi tỉnh vào được đấy. Nó hơi hơi chảy, đấy, hơi hơi chảy này.
Đấy, còn các bạn muốn to hẳn thì các bạn gạt hết ra. Đấy. Điều chỉnh ở cái tay này các bạn này. Đó. Ok chưa? Đây này. Hơi cái này cho nó nhỏ nhỏ vào này. Khi các bạn lấy ít hoặc là rửa ít rau củ quả để chẻ nhỏ thôi, các bạn để như này. Các bạn điều chỉnh ở cái tay này này. To hơn một tí này. To hết cỡ này. Ok, đây là cặp mà sản phẩm cũng được rất là nhiều người lựa chọn bởi vì một giá thành nó vô cùng hợp lý. Chiếc chậu S80, chậu Sơn Hà S80, hai hố lệch, tức là một hố to, một hố nhỏ. Có giá bán cho các bạn là 1.480.000 đồng. Và một chiếc vòi này có trị giá là vòi Potsong VR6001 1.350.000. Tổng cho cặp này là chưa đến 3 triệu, 1.480 cộng với 1.350 là thành tổng là bao nhiêu, chưa đến 3 triệu, 1.480, gọi 1.500.000 đi, cộng với 1.350 là 2.850, 2.830.000, 2.830.000 cho cả cặp này. Rất là chất lượng, trong tầm giá các bạn nhé. Đây các bạn nhìn là chậu Sơn Hà này, chậu Sơn Hà đây là dòng chậu S80, dòng chậu chậu âm bàn đá các bạn nhé. Các bạn lắp âm, lắp dương hoặc lắp bàn âm đều được. Và nó là cái chậu xuất khẩu của Sơn Hà, chậu inox banh tư sáng bóng sáng choang lên các bạn này. Đây phía dưới các chậu, các bạn kết cấu các chậu này. Ở dưới nó có hai bầu, một ngăn nhỏ là bầu nhỏ phi 90 này. Bầu nhỏ phi 110. Cái bầu to là phi 140. Đây là hai cái bầu thoát nước. Đây kết cấu của bộ xi phông xả nước nó như này. Đây chúng ta là lắp ở kho nên là lắp tạm như vậy thôi. Còn khi nó như cũng cặp này mà đưa vào cái không gian bếp nhà các bạn, có tường hoa, gạch đá hoa, có kính thì rất là đẹp đúng không ạ? Ok, cặp sản phẩm chậu S80, chậu Sơn Hà S80.D.2.3 giá bán là 1.480.000 cộng chiếc vòi Potsong VR6001 và 1.350.000. Tổng cho cặp này là 2.830.000. Đấy, chậu chúng ta có một lỗ, có hai lỗ chờ để vòi này. Một lỗ này chúng ta lắp vòi rồi thì cái lỗ này các bạn có thể lắp vòi chữa chén hoặc là máy lọc nước RO ấy, hoặc là cái hộp đựng xịt nước chữa chén, rất là tiện ích đúng không ạ? Đây các bạn này, khi các bạn lắp bàn âm bàn đá thì nó như này này, cái mép đá nó bằng với cái này luôn. Lắp âm lắp dương thì tùy các bạn lắp thôi. Đấy các bạn chảy một lúc nó đầy hố to như này. À các bạn mà muốn xem kiểm tra kích thước của từng hố nhá. Đây tôi kiểm tra luôn cho các bạn này. Đây các bạn mà muốn kiểm tra kích thước của từng hố thì tôi kiểm tra luôn các bạn này. Tổng chiếc chậu này là dài là 80cm các bạn nhé. Tổng dài là 80cm. Chiều dài của chậu ạ. Chiều rộng của chậu là 44cm. Đây các bạn này. Chiều rộng là 44cm. Rồi kích thước riêng của hố này. Tôi khóa nước lại. Kích thước riêng của hố nhé. Cái hố to này. Hố to. Kích thước riêng của hố là 40, rộng 40. Một chiều, kích thước riêng của hố to là 40cm. 40cm các bạn nhé. Còn hố nhỏ, bên hố nhỏ này. Bên hố nhỏ là 33cm. Đấy. Hố nhỏ là 33cm các bạn ạ. Rồi. Đó các bạn nhìn thấy cái chậu S80 này, chậu đang bán rất là hot của Sơn Hà đấy. Chiều dài là 80 phân, chiều rộng phủ bì là 44 phân. Kích thước riêng của từng hố là cái hố này, hố to là mỗi chiều 40cm và hố nhỏ là mỗi chiều 33cm. Đó, chậu chúng ta có chiều cao của hố, chiều sâu của hố là 22cm các bạn nhé, 22cm. Rồi, ok, các bạn mua hàng liên hệ Sơn Hà nhé. Mua sản phẩm Sơn Hà giá tốt tại yensonha.vn hoặc sonha.shi.com.vn.